năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ở miền Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 1972, nhiều đội thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập và hoạt động. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là tham gia mở đường, đảm bảo giao thông trên những tuyến đường chiến lược, đặc biệt là tuyến đường Trường Sơn. Đảm bảo an toàn cho những tuyến đường huyết mạch và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào. Với ý chí, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắt. Sống anh dũng bám đường, chết kiên cường dũng cảm, với quyết tâm sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Thanh niên xung phong Việt Nam đã sát cánh cùng bộ đội chiến đấu, thông đường giữ chốt, đảm bảo vận chuyển vũ khí đạn dược phục vụ cho chiến trường giải phóng miền Nam. Đội 253 cũng như các lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ Việt Nam và Đảng, Nhà nước, Nhân dân Cách mạng Lào ghi nhận tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 22 tháng 2 năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã ký quyết định số 211 QĐ-CTN phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội thanh niên xung phong 253 thuộc tổng đội 572. Cùng rất nhiều đội thanh niên xung phong Việt Nam có công lao to lớn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trường ca tự hào thanh niên Việt Nam nhằm gợi ca những chàng trai, những cô gái tuổi mới 18 đôi mươi đã dũng cảm kiên cường trong chiến đấu thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nhiều anh chị em đã hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ. Họ đã góp phần to lớn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào mà Đảng và Bác Hồ đã dày công xây dựng. Chiến tranh đã qua đi, nhưng nhiều anh chị em vẫn còn chiến đấu với bệnh tật do di chứng chất độc màu da cam và những vết thương hoành hành. Nhiều chị em không được quyền làm vợ, làm mẹ. Họ không có một bờ vai nương tựa. Các chị đã hy sinh thầm lặng cả một đời, không một phần thưởng cao quý nào có thể bù đắp nổi. Hôm nay, để tri ân công lao to lớn của các anh các chị, nhân kỷ niệm ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 2022, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức giới thiệu nhạc phẩm Trường ca tự hào thanh niên Việt xung phong Việt Nam. Bản Trường ca do nhà thơ Ngô Thái, đội phó đội thanh niên xung phong 253 anh hùng sáng tác. Nhà thơ nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ. Nhà thơ đã được Chính phủ Lào trao tặng huân chương cao quý, đó là huân chương Ít Sa La và huân chương lao động hạng nhất. Người viết nhạc, cố nhạc sĩ ưu tú, nhạc sĩ Ngọc Quang. Từ hình tượng đội thanh niên xung phong Việt Nam 253, bản Trường ca đã khái quát lên một thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Nhạc phẩm Trường ca gồm 4 chương. Chương 1, Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường. Chương 2, Đường ra trận. Chương 3, Những ngôi sao bất tử. Chương 4, Tự hào thanh niên xung phong Việt Nam. Chương trình xin phép được bắt đầu. Mùa thu năm 1972,
đất nước gồng mình trong cuộc chiến kéo dài, gian khổ hy sinh không thể nào kể xiết. Lời Bác Hồ vang lên tha thiết, dù phải đốt cả giấy Trường Sơn cũng quyết giành độc lập tự do. Cả dân tộc vùng lên như biển lửa xô bờ, từ những làng thôn quê hương đất tổ, con cháu Lạc Hồng ký tên bằng máu đỏ, tình nguyện đi trong đội ngũ Điệp Trùng, tạm biệt quê hương đất tổ vua Hùng, gác tình riêng lên đường vào tuyến lửa. Đội thanh niên xung phong 253 ra đời từ đó. Đã một thời đất nước có chiến tranh, con cháu Lạc Hồng quê hương đất tổ, gác tình riêng lên đường vào tuyến lửa, tình nguyện ra đi tiếp vũ trang, mặc kẻ thù bom đạn nắng mưa, đeo ba bông trên tầng cao lẫn gió. Đội 253 niềm tự hào muôn thuở, nhiệt huyết tuổi xuân truyền thống anh hùng. Thank you.